Kế tiếp là nói sáu phương Phật. Đoạn kinh văn này rất dài. Sáu phương hằng hà sa số chư Phật xưng tán bổn kinh và khuyên tín. Trong đoạn kinh văn này bao gồm rất nhiều ý nghĩa rất quan trọng, cũng bao gồm cả người niệm Phật từ tu nhân đến chứng quả, tức là nói từ sơ phát tâm đến thành Phật. Thứ bậc của sự tu hành và trình tự của sự tu hành thì dùng danh hiệu để biểu thị. Vì vậy, đoạn kinh văn này đối với chúng ta mà nói thì có sự chỉ dạy rất là hữu ích, rất là quan trọng. Trong kinh nói các lưu kỳ quốc xúc quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới thuyết thành thật ngôn nhữ đẳng chúng sanh đường tính thị sinh tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hồ niệm kinh. Nói sáu phương tức là nói mười phương, tất cả chư Phật đều tán thán như vậy. Mười phương tất cả chư Phật Như Lai, không một vị Phật nào mà không giảng kinh A Di Đà, không một vị Phật nào mà không khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cho nên chúng ta mới thật sự hiểu rõ pháp môn niệm Phật này là pháp môn thù thắng nhất của tất cả chư Phật Như Lai để độ chúng sanh thành Phật đạo, thì chúng ta mới biết pháp môn này rất thù thắng. Cho nên chúng ta phải phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Không những là Thích Ca Mâu Ni Phật và A Di Đà Phật phù hộ cho quý vị, mà tất cả chư Phật đều hộ niệm cho quý vị. Cho nên lực lượng gia trì đó thì rất rộng lớn. Nếu quý vị tu học những pháp môn khác, quý vị chỉ được Thích Ca Mâu Ni Phật gia trì, nhưng không được tất cả chư Phật Như Lai gia trì cho quý vị. Chỉ riêng tu pháp môn niệm Phật này mới được chư Phật Như Lai hộ niệm. Cho nên khi chúng ta đã hiểu rõ rồi thì mới cảm thấy mình rất là may mắn. Cho nên phải dùng tâm chân thành phát nguyện chuyên tâm tu học pháp môn này, thì hiện tại quý vị được tất cả chư Phật hộ niệm, thì được tất cả chư Phật gia trì. Thân thể có bệnh thì tự nhiên hết bệnh, vận mạng không tốt thì liền chuyển thành tốt. Đây là điều cảm ứng không thể nghĩ bạc. Sự lợi ích công đức này chỉ có Phật mới có tư cách vì chúng ta nói mà thôi. Sự lợi ích này là vô lượng vô biên. Nay chúng ta gặp được pháp môn này, nếu như quý vị không tin, không chịu y theo tu hành, thì như trong kinh có nói là vì quý vị ít thiện căn, ít phước đức, ít nhân duyên. Hay nói cách khác, nghiệp chướng của quý vị sâu nặng. Một pháp môn thù thắng như vậy mà quý vị không thể tiếp nhận, đây là điều rất đáng tiếc. Kế tiếp là nói rõ cho chúng ta từng phương một danh hiệu của chư Phật. Chư Phật ở phương Đông, Thế Tôn vì chúng ta nói ra danh hiệu của năm vị Phật phương Đông. Có hằng hà sa số chư Phật. Vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ giới thiệu năm vị Phật? Có phải Phật tùy tiện nói ra hay không? Là không phải. Phật không bao giờ tùy tiện nói ra.
Lời của Phật nói nhất định là bao hàm ý nghĩa rất sâu. Như chúng ta lật xem kinh văn, trong phần tựa nhất định là liệt kê ra những vị thượng thủ. Như phần tựa trong bộ kinh này, chúng ta thấy trong đại chúng có Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, gồm có 16 vị đại tỳ kheo, lại có các Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Di Lạc Bồ Tát, Càng Đà Ha Đề Bồ Tát và Thường Tinh Tấn Bồ Tát, gồm có 4 đại vị Bồ Tát. Trong kinh nhất định là có liệt kê ra mấy vị này. Mấy vị này là biểu pháp, không phải tùy tiện mà liệt kê ra. Chúng ta xem trong mỗi bộ kinh, liệt kê danh hiệu cũng khác nhau, thì giới thiệu pháp môn cũng khác nhau. Chúng ta từ chỗ này mà quan sát những vị thượng thủ biểu pháp trong danh hiệu được liệt kê ra, nhất định là có ý nghĩa của biểu pháp. Tuyệt đối không phải tùy tiện mà liệt kê ra những danh hiệu này, nhất định là có ý nghĩa của biểu pháp. Chú tâm mà quan sát quả nhiên không sai. Ý nghĩa của biểu pháp là nói rõ trình tu nhân chứng quả sắp theo thứ tự rất rõ ràng, rất minh bạch. Tu pháp môn tịnh độ như thế nào, y theo cách tu này thì nhất định không sai. Phương Đông là bắt đầu. Trong bốn phương, phương Đông là thuộc về hàng đầu. Trong ngũ hành và trong bát quái, phương Đông cũng là đứng hàng đầu. Trong đoạn kinh văn này liệt kê ra năm vị Phật là tượng trưng cho khái niệm cơ bản tu học của chúng ta. Điều này rất là quan trọng. Vị Phật thứ nhất là A Xúc Bệ Phật. Trong câu danh hiệu này hoàn toàn là dịch âm của tiếng Phạn. A dịch là vô, Xúc Bệ dịch là động. A Xúc Bệ có nghĩa là vô động, và có nghĩa là giác. Dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là bất động giác. Đây là nói rõ quý vị muốn tu tịnh độ, từ chỗ nào bắt đầu tu? Là bắt đầu tu từ bất động. Này, chúng ta tu tịnh độ, vì sao tu không thành công? Chính là vì chúng ta không có nền tảng này. Có nghĩa là tâm của chúng ta thường dao động. Thí như hôm nay quý vị nghe giảng tham thiền thì muốn học tham thiền, ngày mai lại nghe một vị Nhân Bà Thiết giảng mật tông thì muốn học quán định. Đây là tâm của quý vị đã dao động rồi. Điều kiện đầu tiên chính là bất động. Quý vị ở trong hoàn cảnh nào cũng không bị tám thứ gió làm dao động, tức là không bị danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần dụ dỗ mê hoặc. Quý vị ở trong hoàn cảnh này mà tâm như bất động, nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ thì mới được. Cho nên điều kiện đầu tiên là phải tâm bất động. Phàm là tâm còn dao động thì không cần nói nữa, không cần nói tu tịnh tông mà tu pháp môn nào cũng không được thành tựu. Nói tâm bất động không chỉ là ở trong hoàn cảnh tâm bất động, mà ở trong tất cả pháp môn đại thừa tâm cũng bất động. Dù có nghe giảng đường, giảng thuyền, hoặc giáo hạ, hoặc giới luật, hoặc mật tông, mà tâm cũng không bị dao động. Ta chỉ chuyên niệm một câu A Di Đà Phật này. Đây là A Xúc Bệ Phật dạy cho chúng ta tu bất động. Chúng ta phải từ trên nền tảng này mà phát tâm tu học. Đây chính là sự thành tựu tự tha công đức trang nghiêm của A Xúc Bệ Phật, cũng là điều kiện nền tảng của sự tu hành. Tu học này, chúng ta tu học vì sao không thể thành tựu? Chính là trong tâm không làm chủ được, nhìn thấy cái gì thì muốn tu học cái ấy. Đó là tạp tu, không phải chuyên tu. Buổi chiều hôm nay
Có vị đồng tu đến hỏi tôi, trong thiền tông nói công phu chiếu kiến, chiếu trụ, quán chiếu. Cái gì gọi là quán chiếu? Quán chiếu là nhất tâm chuyên chú. Thì A Súc Bệ Phật chính là cái ý nghĩa này, là nhất tâm chuyên chú, không bị ngoại cảnh làm dao động, không bị tất cả pháp môn làm dao động, thì quý vị mới có điều kiện tu hành. Hay nói cách khác, quý vị đã có tư cách để tu hành. Cho nên nhất định phải chuyên tu một pháp môn. Kế tiếp ba vị Phật là Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật. Đây là mục tiêu tu tịnh độ của chúng ta. Chúng ta tu tịnh độ hy vọng được cái gì? Hy vọng được thành Phật. Chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới không có gì khác, chính là muốn thành Phật. Ba vị Phật này chính là tượng trưng cho ba thân của Phật. Danh hiệu của ba vị Phật này đều có hai chữ Tu Di. Đây là cùng chung một thể. Thể đều là chân như bản tánh, là tự tánh Phật, pháp thân Phật, báo thân Phật, ứng hóa thân Phật. Một thể ba thân là tượng trưng cho cái ý nghĩa này. Tu Di Tướng Phật, tướng là tướng tốt quang minh, là tướng tốt quang minh của Phật. Chính pháp giới chúng sanh đều chiêm ngưỡng. Đây là báo thân của Phật, là báo thân Phật. Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Đại Tu Di Phật, chữ đại này là ý nghĩa tán thán, cũng như ý nghĩa chữ đại của Đại Phương Quảng vậy, là tán thán bản thể đại pháp của chân như bản tánh. Bản thể của pháp giới là năng biến, mà sở biến là thập pháp giới y chánh chân như. Đây chính là pháp thân, là pháp thân Phật. Tu Di Quang Phật, quang là ánh sáng chiếu khắp phổ độ chúng sanh. Đây chính là ứng hóa thân Phật. Cho nên ba vị Phật này là tượng trưng cho pháp thân, báo thân và ứng thân, đều dùng hai chữ Tu Di để tỏ rõ một thể. Một thể ba thân, đây là mục tiêu của chúng ta, hy vọng chứng đắc. Chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới chính là vì muốn chứng đắc ba thân này, không vì chuyện khác, chỉ vì muốn chứng đắc pháp thân, báo thân và ứng thân mà thôi. Đây là mục tiêu mà chúng ta nhất định phải đạt đến. Chúng ta phải giác ngộ, phải giác ngộ viên mãn. Vị Phật thứ năm là Diệu Âm Phật. Vị Phật này là tượng trưng cho pháp môn tu hành của Tịnh Tông. Phương pháp này là nhất tâm xưng niệm A Di Đà Phật. Câu Nam Mô A Di Đà Phật này chính là Diệu Âm. Trong tất cả âm thanh tận hư không khắp pháp giới của chư Phật thuyết pháp cũng không thể sánh bằng câu Diệu Âm này. Bởi vì câu Diệu Âm này có thể giúp cho quý vị từ sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật. Cho nên câu Diệu Âm này thù thắng hơn tất cả âm thanh. Câu Diệu Âm này tức là câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì gọi là Diệu Âm. Đây là ý nghĩa của năm vị Phật ở phương Đông. Đối với sự tu hành của chúng ta mà nói, rất là quan trọng, rất là quan trọng.